Chúng ta sang tiếp với bài số 4. Lớp 4A có số học sinh lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50. Biết rằng số học sinh của 4A chia thành các nhóm. Một nhóm có 5 hoặc học sinh hoặc 3 học sinh thì đều không thừa và không thiếu. Hỏi 4A có bao nhiêu học sinh? Để bài này chúng ta thấy rằng số học sinh này sẽ nằm trong khoảng từ 30. Đều lớn hơn 30 có nghĩa nằm trong khoảng từ 31 cho đến 49 học sinh, đúng không? Và số học sinh này chia thành các nhóm 5 học sinh và 3 học sinh đều không thừa và không thiếu, có nghĩa rằng số học sinh này sẽ phải chia hết cho 5 và chia hết cho 3. Vậy chúng ta thực hiện bài toán này như sau. Theo bài, số học sinh lớp 4A lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50. Lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50 học sinh. Số học sinh chia đều thành các nhóm đều không thừa và không thiếu nên số học sinh chia cho 5. Đúng chưa? Nên không thừa, không thiếu. Nên số học sinh là số chia cho 5. Số học sinh 4A có thể là bao nhiêu nhỉ? À, những số mà lớn hơn 30 mà nhỏ hơn 50 mà chia cho 5 thì nó sẽ có số 35 này, 40 hoặc 45 học sinh. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo, số học sinh của 4A, số học sinh của 4A, tương tự của 4A nhé, của 4A này, chia đều thành các nhóm, chia thành nhóm 3 học sinh, thì không thừa không thiếu, nên số học sinh này chia hết cho 3, nên số học sinh chia cho 3. Vậy số học sinh chia cho 3, vậy số học sinh sẽ là số nào phù hợp nhỉ? 35, 40 và 45, vậy số nào chia cho 3 nhỉ? À, số 45 đúng không? Vậy số học sinh của 4 miệng, vậy số học sinh của 4A là 45 học sinh. Được chưa? Bài toán này thì đang bị chiếu giấy. Rồi, hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.